Kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn một cái món xào nhưng mà rất là đơn giản luôn. Một cái món xào kết hợp giữa lòng gà và mướp thịt tuyệt vời của mèo. Một cái món rất là hợp và ăn cực kỳ hao cơm, rất là ngon luôn. Em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị với cái cách làm cho cái xào mướp với lòng gà mà nó không có bị đen và nó không có bị váng những cái vân vân ở trên cái mặt mặt nước ha. Nó rất là trong và màu sắc cực kỳ đẹp. Nếu các anh chị cảm thấy thích thú thì hãy bắt tay và làm chung với Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nhé. Và tất cả các nguyên liệu gồm có: đây là ức gà, em sử dụng 300g lòng gà với mề gà chứ, mướp ha, hành, tỏi và ngò rí. Tất cả cái này thì mình sẽ sơ chế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sạch cái lòng gà, ức gà này, mề gà chứ, sao tự nhiên em cứ lột ức gà thôi. Mình sẽ cho vô muối nha. Và em sẽ dùng giấm để cho nó làm sạch cái phần ngoài của cái mề và các cái gan tim á. Và nó làm sạch chất dơ luôn. Và khi mà mình bóp chất bóp với giấm như thế này thì nó sẽ làm cho cái mề, cái lòng này nó sẽ tái ra và nó sẽ sạch hơn. Em sẽ làm cho sạch á, thì em sẽ bỏ đó cho nó ra hết rồi mình mới đi rửa. Mình không rửa liền nhé. Quay lại mướp thì chúng ta sẽ bào vỏ. Rồi mình sẽ đi rửa nhé. Và mình cũng sẽ mang cái phần lòng là mình ướp trong muối và giấm mình đi rửa luôn. Mình sẽ rửa sạch. Các anh chị thấy không, các anh chị để ý vô cái tô lòng của mình kìa. Hồi nãy mình ngâm với giấm á, thì nó sẽ tái đi. Và mướp á, mình sẽ làm sạch ha. Và mình sẽ xắt như thế này, xắt nhỏ như thế này luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đập tỏi nhé. Băm nhỏ ra. Phần lòng gà này mình sẽ xắt nhỏ vừa ăn nha. Và mình muốn xào cho nó không có bị nát thì chúng ta sẽ xắt gan vừa thôi, đừng có xắt nhỏ quá. Tim thì mình sẽ cắt ra một cắt đôi ra, rồi mình sẽ lấy cái máu đông ở trong cái tim ra ha. Và gan thì cũng vậy, mình thấy cái phần máu đông thì mình sẽ tách nó ra, mình không có lấy. Mình không có xào cái phần máu đông đó tại vì nó rất là tanh luôn. Nó tái ha, giấm nó làm cho cái lòng của mình nó tái đi và nó sẽ xanh lại. Và khi mà mình xào như vậy thì chờ mình xào thì nó sẽ không có bị ra cái váng đen á. Rồi mình sẽ ướp gia vị vô cái phần lòng đã xắt nhỏ nhé. Em cho vô đây nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, một chút bột canh hoặc bột nêm, một chút tiêu, nửa muỗng cà phê đường và đảo đều lên nào. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo. Và khi mà chảo đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho vô đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu này là dầu hành phi đó các anh chị. Dầu hành phi của em còn đó, nên bỏ vô. Và khi mà dầu đã nóng thì chúng ta sẽ cho vô nửa phần tỏi đã băm nhuyễn vừa nãy. Tỏi đã vàng và thơm thì chúng ta sẽ cho cái phần lòng đã ướp vô. Tránh trường hợp bị đen và bị nát lòng á, thì chúng ta sẽ bỏ vô và mình xào trước, cái thứ nhất. Cái thứ hai, và khi trong quá trình mình xào thì mình tránh trường hợp đảo quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái lòng nó bị nát ra ha, và xào nó sẽ không có vị ngon. Đó, mình chỉ cần áp, thấy nó áp chảo, áp lòng cái áp cái bề mặt của lòng á, thì mình chỉ đảo một cái thôi ha.
Và khi mà lòng nó đã chín rồi thì chúng ta đảo thời thoải mái, mà khi mà chưa chín thì chúng ta nên nương nương một tí ha. Đây là một cái bí quyết nho nhỏ để cho giúp cho cái đĩa lòng xào của mình nó không có bị đen và không có bị nát ha. Rồi khi mà đã chín rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần lòng này ra một cái đĩa, và hoàn toàn em không xào chung. Đó cũng là một cái bí quyết giúp cho cái đĩa lòng của lòng xào mướp của chúng ta hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra đây, và em sẽ cho vô đây 2 muỗng canh dầu ăn nhé. Và mình cho hết cái phần tỏi còn lại vô. Phi thật thơm. Và mình sẽ cho mướp vô chúng ta xào ha. Có nhiều các anh chị và các bạn thì có nhiều người xào á, thì mọi người sẽ cho lòng vô, mướp vô mình xào chung luôn chín thôi. Nhưng mà em làm như vậy thì nó sẽ cái màu nó không có bớt mắt lắm, thành phẩm nó không có được kích thích lắm. Nên em chịu khó xào hai lần như thế này, ngon lắm. Và bây giờ em sẽ cho vô đây một muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng canh đường ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo đều lên cho nó săn cái phần mướp lại. Và khi mà cái phần mướp đã chín được có tầm 30% rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần lòng vô và đảo cho thật đều tới khi nào mà nó chín nhé là được rồi. Vậy là thành phẩm một chút nắm, một chút mẹo nhỏ và một cái cách sơ chế xào thì chúng ta đã có một cái thành phẩm cực kỳ ngon và không có bị nát à. Màu sắc quá đẹp phải không các anh chị? Rồi vậy là cái phần mướp của chúng ta đã chín rồi đó các anh chị ơi, rất là ngon và hấp dẫn phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cho gốc hành vô, mình cắt khúc gốc hành và mình đảo cho cái gốc hành nó chín. Sau cùng thì chúng ta sẽ cho hành ngò rí vô, mình cắt nhỏ vô và mình tắt bếp nhé. Và mình tắt bếp và mình sẽ cắt cái hành và ngò rí vô ạ. Chúng ta chỉ cần đảo đều và múc ra đĩa nữa là chúng ta cùng nhau thưởng thức thôi. Và em sẽ đổ ra cái đĩa nhé. Xào theo cách của em, các anh chị có thấy nó trong không? Có thấy nó không có bị váng và không bị đen đúng không ạ? Rất là ngon và tạo cái cảm giác kích thích rất là nhiều luôn. Ăn cực kỳ ngon miệng. Đảm bảo là các anh chị xào cái này thì ăn rất là ngọt. Tại vì mướp mà xào với lòng gà thì tuyệt vời rồi. Hai cái món kết hợp là không có gì chê được luôn á. Rất là ngon và hấp dẫn. Cái này ăn cực kỳ hao cơm luôn. Mình chỉ cần xào một cái đĩa này thôi là mình có thể ăn no bụng luôn á. Khi mà múc ra đĩa rồi các anh chị rắc lên một miếng tiêu nhé. Rồi vậy là thành phẩm của chúng ta đã xong rồi đó các anh chị. Có hấp dẫn không ạ? Có ngon không? Rất là hấp dẫn và ngon luôn. Nếu các anh chị cảm thấy thích thú thì hãy bắt tay vào làm liền đi. Và làm cho gia đình mình ăn liền nhé. Rất là đơn, một cái món ăn cực kỳ đơn giản luôn. Mình cho một chút tiêu vô nó thì nó rất là ấm tình luôn. Quá hấp dẫn và ngon. Và hôm nay kênh Với Cuộc Vợ đã chia sẻ cho các anh chị cái cách làm lòng gà xào mướp, một cái món kết hợp tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nếu các anh chị cảm thấy cái video clip này hữu ích và thấy hay thì các anh chị hãy cho kênh Với Cuộc Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Với Cuộc Vợ nhé. Kênh Với Cuộc Vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo ạ.